Chắc hẳn khi làm việc với React các bạn đã gặp một cái warning như này rất là nhiều và thông thường thì chúng ta sẽ sửa code thành như này. Nhưng mình chắc chắn là các bạn đang làm sai cách và hãy xem hết video để có thể hiểu rất là rõ lý do vì sao mà chúng ta không nên làm như vậy. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hotech, mình là Tùng. Đối với những bạn lần đầu xem video thì mình làm các video tutorial về lập trình mục đích để chia sẻ với các bạn các kiến thức về lập trình hữu ích bằng ngôn ngữ tiếng Việt Nếu như các bạn thấy các video của mình hay và hữu ích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để ủng hộ mình nhé Giờ ở đây mình dùng chính cái ví dụ mà chúng ta xây dựng cái todo app cùng với Redux Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về Redux thì có thể xem video về Redux của mình mình có để dưới phần mô tả còn nếu không thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Đây cũng chỉ là một cái ví dụ UI rất đơn giản thôi để các bạn thấy được là chúng ta sẽ gặp lỗi gì khi mà sử dụng cái thằng index như là một thằng key. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cập nhật lại một chút. Ở đây mình sẽ tạo ra thêm một cái column mới, phía bên trái sẽ là sử dụng cái key dựa theo cái ID của từng cái todo ở đây. Còn phía bên phải mình sẽ sử dụng cái key chính là cái index mà bây giờ mình sẽ mở thằng todo list lên. Và trong cái todo list này, các bạn thấy là hiện tại này, các bạn thấy là đây chính là cái đoạn code này mà render ra những danh sách cái việc làm ở đây nhưng mà cái key hiện tại nhá cái key hiện tại mình đang sử dụng là từ cái id của chính cái todo chứ mình không sử dụng cái thằng index không sử dụng cái tham số thứ hai index ở đây đúng chưa và bây giờ mình sẽ thử copy một cái column khác và mình sẽ đây là 12, đây là 12 để cho nó chia ra làm hai cột. Và lúc này mình update lại cái kỳ ở đây này. Thay vì là từ cái ID của từng cái to -do, mình sẽ thêm ở đây sẽ là cái key sẽ bằng index. Đây là cách mà các bạn thông thường các bạn sẽ làm đúng không? Mình review code mà mình gặp rất nhiều rồi. các bạn là đã sử dụng cái thằng index này giống như là một cái key vì nó tiện mà đúng không? Bây giờ mình sẽ thử demo để cho các bạn thấy là vì sao chúng ta không nên sử dụng như này. Đấy mình lưu lại. Rồi, vậy là mình đã thêm được một cái danh sách các việc cần làm bên phải. Tương tự như là danh sách việc cần làm bên trái, nó chỉ khác ở đây là mình set một cái key là dựa vào cái index. Thì hiện tại nhá, khi mà mình thêm mới một cái to do ở đây, ví dụ như là testing thì nó đang thêm vào cuối cái danh sách đúng không? Thì khi mà thêm vào cuối danh sách thì những cái thằng to -do phía trên đây Cái index của nó không hề có sự thay đổi nên là chúng ta không thấy có issue gì hết Nhưng bây giờ khi mà mình thay đổi là khi mà mình thêm mới một cái to -do Thì mình sẽ thêm nó vào đầu của danh sách để cho những cái thứ tự index của nó có sự thay đổi Bây giờ mình sẽ sửa lại code một chút ở Trong cái thằng to -do slide này, mình update lại một chút này Thay vì ở đây là push, nó các bạn thực sự là các bạn cũng không cần quan tâm cái đoạn code này làm gì Các bạn chỉ hiểu đơn giản là bây giờ mình sẽ sửa lại Thay vì là mình thêm mới một cái to -do vào phía cuối thì mình sẽ thêm vào đầu của cái array để lúc này thứ tự của index của các cái item mà trong cái array to do list nó sẽ có sự thay đổi đúng không? đấy mình sẽ dùng là unshift để thêm vào đầu thay vì là sử dụng cái method là push đấy thì khi lưu lại như này mình và mình sẽ refresh mình reload lại này và bây giờ mình thêm mới là cái thằng testing ở đây và mình nhấn nút add oh bây giờ các bạn thấy ngay là khi mà mình thêm mới một cái item và một cái array mà mình thêm vào đầu danh sách thì lúc này nó đã có lỗi xảy ra này các bạn thấy không, cái thằng Learn Yoga này nó lại hiểu là đây cái thằng này là đã hoàn thành như này là sai đúng chưa bởi vì cái đoạn bên phải này chúng ta đang sử dụng cái key là giống như là thằng index cho nên cái thằng React nó đã bị dối tại vì nó đang dựa vào cái key để nó phát hiện xem là có những cái item nào ở trong cái array có sự cập nhật thì nó mới update cho nên bây giờ cái key bây giờ nó đã có sự thay đổi đúng không? Khi mà thêm mới một cái item vào đầu thì cái index không bây giờ nó lại là cái thằng mới nhất. Còn cái thằng learn yoga là cái thằng lúc nãy nó lại có index là một Cho nên bây giờ nó đã có sự hiểu lầm, thằng react nó đã hiểu lầm và nó đã gây ra lỗi ở trên UI. Tại vì nếu đúng nó phải là gạch ngang cái thằng learn Redux này mới đúng. Giờ bây giờ mình reload lại mình làm lại một lần nữa để cho các bạn xem này. Đấy. Nếu đúng thì cái thằng learn Redux này nó phải gạch mới đúng, đúng chưa? Xem bây giờ mình thêm mới nhá. Learn football. Đấy và nhớ nút add. Đó các bạn thấy không? Thằng React nó đã hiểu lầm và khi chúng ta render ra một cái danh sách gì đó và chúng ta sẽ làm một số thao tác thay đổi như là chúng ta sort lại hay là chúng ta thêm mới một cái item nào đó thì chúng ta không nên sử dụng cái thằng index làm cái thằng key. Nó sẽ gây ra một cái lỗi như này. Đó, tương tự thì như là cái trường hợp chúng ta tìm kiếm ở trên đây, mình thêm mới một cái thằng ở đây nhá. Thêm mới một cái thằng todo ở đây, thêm dữ liệu mặc định cho nó. Đấy, ví dụ như ID là 4. Và đây sẽ là testing chẳng hạn mình lưu lại. rồi bây giờ mình refresh lại thằng này. rồi bây giờ mình đang có dữ liệu như này. bây giờ mình filter nhá, mình filter ra chữ lớn. lúc này chữ lớn thì cái thằng testing này nó sẽ bị loại bỏ đúng không? thì lúc này cái array nó chỉ còn có 3 item thôi. cho nên cái index nó sẽ thay đổi. thì bây giờ các bạn xem là nó có bị lỗi tương tự như vậy không nhá? bây giờ mình sẽ sửa chữ lớn này. đó các bạn thấy không? thằng lớn javascript này nó đúng nó phải là không có gạch ngang đúng không? bây giờ nó lại bị gạch ngang. Còn cái thằng cần phải gạch ngang là thằng luôn Redux thì nó lại hiển thị là không gạch ngang ở đây. Đó và đó là cái một cái ví dụ mà sẽ gây ra lỗi mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đó, khi mà chúng ta thêm mới hay là filter gì đó mà sử dụng thằng index như là cái key thì nó sẽ tiềm tàng nó sẽ gây ra những cái lỗi tương tự như này. Và bởi vì là chúng ta sẽ phải luôn luôn generate ra một cái ID khi mà thêm mới một cái todo nào đó đúng không? Hoặc là một cái dữ liệu nào đó đi. Cho nên là cái thao tác này nó cũng khá là dư thừa Nếu như mà cái danh sách của các bạn Nó không có cái chức năng như là sorting, filtering Hay là thêm mới xóa sửa gì đó Mà nó chỉ là một cái danh sách tĩnh thôi Thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái thằng index như là cái key Ok, hy vọng các bạn đã hiểu rõ lý do Vì sao mà trong nhiều trường hợp chúng ta không nên sử dụng index làm key ở trong React Và nếu như các bạn thấy các video của mình hay và hữu ích Thì hãy để lại cho mình một like Và đừng quên hãy nhớ đón đăng ký kênh ở phía bên dưới đồng ủng hộ mình nhé Cảm ơn và chào các bạn